Những nội dung trong livestream này đã được thầy Bình Nam Dược kiểm duyệt. Quý vị có câu hỏi cần giải đáp thêm, có thể để lại bình luận bên dưới livestream này. Nhức đầu, say sẩm. Thật ra, trúng gió hay còn gọi là cảm mạo là từ dùng để chỉ một người đột nhiên cảm lạnh, mệt mỏi, chóng mặt khi thời tiết thay đổi. Còn đột quỵ là quá trình máu lên não bị gián đoạn đột ngột, với hai dạng chính là nhồi máu não, tức là tắc mạch, và chảy máu não, tức là vỡ mạch. Và sau đây là 7 dấu hiệu cảnh báo đột quỵ sắp xảy ra trước một tuần, ai cũng nên biết để phòng ngừa. Thứ nhất, nhìn mờ. Thị lực giảm, nhìn mờ ở cả hai mắt hoặc mất thị lực một bên mắt. Tuy nhiên, biểu hiện này không rõ ràng để người bên cạnh nhận ra so với các triệu chứng khác, nên bản thân người bệnh cần chú ý. Nếu thấy mình có biểu hiện này thì nên nói ngay với người thân để được đưa đến cơ sở y tế kịp thời. Thứ hai, đau nhức đầu dữ dội. Cơn đau đầu dữ dội và đột ngột có thể là triệu chứng nặng nhất và rất phổ biến ở những người bị đột quỵ. Theo một nghiên cứu được thực hiện trên 588 người bệnh, những người từng có triệu chứng đau đầu khi bị đột quỵ thường là những người trẻ tuổi và có tiền sử đau nửa đầu. Do vậy, không nên chủ quan trước triệu chứng này mà cần theo dõi, đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để xử trí kịp thời. Thứ ba, tay chân yếu. Đây là một trong những dấu hiệu phổ biến của người trong cơn đột quỵ. Người bệnh cảm thấy cánh tay hoặc chân yếu dần đi và bị tê liệt. Các chi liệt nằm ở phía đối diện vùng não bị đột quỵ. Nếu người thân có những biểu hiện yếu hoặc liệt chi, bạn có thể kiểm tra bằng cách dang rộng hai tay họ trong vòng 10 giây. Nếu một cánh tay buông thõng xuống thì chứng tỏ người đó đã bị yếu cơ và đây chính là dấu hiệu của cơn đột quỵ. Thứ tư, cảm thấy mệt mỏi. Nếu bạn đột ngột cảm thấy mệt mỏi không rõ nguyên nhân, phải cẩn trọng bởi đây là một trong những dấu hiệu của đột quỵ. Tim phải làm việc vất vả hơn, trong khi các động mạch bắt đầu đóng lại, khiến bạn vận động ít cũng thấy mệt. Thứ năm, chóng mặt hoặc mất thăng bằng. Bạn đột nhiên bị chóng mặt, buồn nôn, gặp khó khăn trong việc đi lại, mất thăng bằng, dễ vấp ngã. Những triệu chứng này có thể là dấu hiệu của bệnh đột quỵ. Thứ sáu, giọng nói có vấn đề. Triệu chứng nói ngọng bất thường, môi lưỡi bị tê cứng, miệng mở khó, phải gắng sức thì nói được hay diễn đạt được điều mình muốn nói, chính là dấu hiệu báo trước cơn đột quỵ. Thứ bảy, tái mặt, ủ rũ. Người bị đột quỵ thường có khuôn mặt trông mệt mỏi, ủ rũ, da nhợt nhạt. Các nhân viên y tế thường dựa trên dấu hiệu này để xác định xem bệnh nhân có bị đột quỵ không, bằng cách yêu cầu họ mỉm cười. Nếu thấy da trùng xuống, mặt yếu dần thì có thể họ đang trong cơn đột quỵ. Bệnh đột quỵ có thể xảy ra với bất cứ ai, bất cứ lúc nào và đang trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều người với tỷ lệ tử vong rất cao. Tuy nhiên, đột quỵ vẫn có thể phòng ngừa nếu chúng ta biết cách. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Liệu, Phó Chủ nhiệm Khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai, mặc dù diễn biến đột ngột là thế, nhưng kỳ thực đột quỵ là kết quả của quá trình không kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ và dự phòng sớm. Và sau đây sẽ là 4 cách chủ động phòng ngừa đột quỵ mà ai cũng nên biết. Thứ nhất, bỏ hút thuốc lá. Hút thuốc làm tăng sự hình thành cục máu đông, làm dày mạch máu của bạn và nó làm tăng số lượng mảng bám tích tụ trong động mạch. Vì vậy, cùng với chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên, việc ngừng hút thuốc là một trong những thay đổi lối sống mạnh mẽ nhất sẽ giúp bạn giảm nguy cơ đột quỵ đáng kể. Nếu khó từ bỏ thuốc lá, bạn nên nhờ bác sĩ tư vấn để chọn cách thích hợp. Ví dụ như sử dụng các sản phẩm giúp cai thuốc lá như viên ngậm nicotine và miếng dán. Thứ hai, kiểm soát đồ uống có cồn, bia hoặc rượu. Uống một chút rượu có thể làm giảm nguy cơ bị đột quỵ. Nếu bạn uống khoảng 1 ly rượu mỗi ngày, nguy cơ đột quỵ của bạn có thể thấp hơn. Tuy nhiên, một khi bạn uống nhiều hơn 2 ly mỗi ngày, nguy cơ của bạn tăng lên rất cao. Để đề phòng nguy cơ đột quỵ não, bạn không nên uống nhiều hơn 1 ly rượu mỗi ngày. Bạn có thể lựa chọn rượu vang đỏ vì nó có chứa resveratrol, được cho là bảo vệ tim và não. Thứ ba, kiểm soát cân nặng. Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy, những người bị thừa cân có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn 22% so với người có trọng lượng bình thường. Trong khi đó, những người bị béo phì có nguy cơ cao hơn tới tận 64%. Nguyên nhân là do chất béo dư thừa trong cơ thể có thể gây ra tình trạng viêm, làm tắc nghẽn mạch máu và gây đột quỵ. Bởi vậy, các chuyên gia khuyến cáo chúng ta nên kiểm soát cân nặng của bản thân, tăng cường vận động thể chất, hạn chế sử dụng mỡ động vật, bổ sung rau xanh để cân bằng lượng mỡ dư thừa trong cơ thể, tránh việc mỡ dư thừa bám lên thành mạch máu, gây tắc mạch máu dẫn đến đột quỵ. Thứ tư,
giữ huyết áp ở mức lý tưởng. Tăng huyết áp là một nhân tố rất lớn, tăng gấp đôi hoặc thậm chí gấp 3 đến 4 lần nguy cơ đột quỵ nếu không kiểm soát được. Huyết áp tăng cao là yếu tố nguy cơ cao nhất gây đột quỵ ở cả nam và nữ. Mục tiêu lý tưởng là duy trì huyết áp dưới 135/8 năm. Để có thể kiểm soát huyết áp, bạn nên giảm muối trong chế độ ăn uống, không quá 1,5 gram mỗi ngày, khoảng 1/2 thìa cà phê. Tránh các loại thực phẩm dầu cholesterol như bánh mì kẹp thịt, phô mai và kem. Nên ăn 4-5 phần rau và trái cây mỗi ngày, 2-3 phần cá mỗi tuần. Người bệnh có thể dùng thêm thuốc ổn định huyết áp theo hướng. Các anh các chị thân yêu, nếu cần Bình chia sẻ thêm về cái thuốc quý hay cách điều trị những bệnh gì, xin vui lòng inbox hoặc comment ngay vào video này. Bình sẽ làm các video tiếp theo để chia sẻ cùng mọi người. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi.